Vâng. Tôi xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình có qua nhà chị Thanh ở Nguyễn Du, Yên Bái. Thì có qua là chị có báo thông báo là mẫu ghế FC688 nhé của chị bị lỗi. Chị bị lỗi thì chị thông báo là bị lỗi ở bàn chân này. Rồi nó hoạt động không bình thường này. Trong quá trình mình kiểm tra thì nó bị chuột vào nằm ổ rất ở trong này. Đấy. Và vào bằng mạch đấy bị móc hết bằng mạch này. Đấy, có cái bị chậm nên máy hoạt động nó không được bình thường. Thì sau đây mình sẽ vệ sinh lại để xem có được không nhỉ?